bốn tiêu chí để quý khách hàng lựa chọn căn biệt thự song lập tại dãy sao biển 09 của dự án vinhome ocean park gia lâm căn ở phía sau lưng em dương đây tiêu chí thứ nhất vị trí đẹp đường thông gần những địa điểm lớn như biển hồ nước mặn trung tâm thương mại vincom hồ lớn trung tâm tiêu chí thứ hai hướng đông nam view thoáng nhìn ra đất công cộng không bị che chắn nhà tiêu chí thứ ba lãi suất ngân hàng đang giảm sâu và là cơ hội cho quý khách hàng mua để ở cũng như để mua để đầu tư tiêu chí thứ tư đó là giá cả tốt nhất dãy và chủ nhà thiện trí bán sổ đỏ sở hữu lâu dài vĩnh viễn sau đây các bác hãy cùng với em xem tham khảo căn biệt thự song lập dãy sao biển 09 này với diện tích đất là 143 m xây dựng 3 tầng một tum theo phong cách của địa trung hải mặt tiền 7,9 m Nhà đã được hoàn thiện cơ bản Mặt ngoài đã có phào chỉ Hệ thống cửa Và cửa cuốn Với ba mặt sân vườn thoáng mát Diện tích xây dựng Dưới tầng 1 Các bác có thể nhìn thấy Rộng 77m Và tổng diện tích sàn xây dựng Của 3 tầng một tum Là 265m Với mặt tiền 7m9 Các bác rất dễ thiết kế công năng của từng tầng chia mỗi tầng hai phòng hai nhà vệ sinh có cả thang bộ và có cả thang máy và như em Dương đánh giá căn này đang là có giá tốt nhất tại dự án tại thời điểm tháng 1 năm 2024 các bác quan tâm cần xem nhà cần nhận sự tư vấn chuyên sâu nhất về giá bán giá cho thuê tại dự án Vinhome Park Gia Lâm hãy nhờ tới em Dương và em Dương rất hân hạnh được phục vụ các bác